Ok, tọa độ phép tính tuyến. Trước hết, thầy sẽ cho các em hiểu thế nào là tọa độ. Giới thiệu lại về tọa độ cho các em. Giới thiệu lại về hệ tọa độ. Ok, các em có nhìn thấy hệ tọa độ đây không? Hệ tọa độ này bao gồm điểm O nhỏ nhỏ, bây giờ thầy viết chẳng chữ O to đây, gọi là gốc tọa độ. Điểm O, chúng ta gọi nó là gốc tọa độ. Được chưa? Trục OX, trục OX thì chúng ta gọi nó là trục hoành. Trục OI, OI thì ta gọi nó là trục tung. Đấy, đấy là những cái khái niệm mở màn về biểu thức tọa độ. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta luyện tập đọc tọa độ các điểm. Cái này thì từ cấp 2 rồi nhưng mà mình vẫn cứ tập luyện lại nhá. Nào, bắt đầu luyện tập đọc tọa độ các điểm. Ví dụ, thầy có điểm A ở đây. Các em nhìn rõ điểm A không? Hãy đọc cho thầy biết điểm A này có tọa độ là bao nhiêu? 21 ạ. À, rồi đấy, các em có thể comment nhé. Điểm A này có tọa độ là 21. Giải thích cách tìm tọa độ điểm A. Nếu muốn tìm tọa độ điểm A, từ điểm A chúng ta kẻ vuông góc với trục OX. Kẻ vuông góc với trục OX thì ta thấy, khi ta kẻ một đoạn thẳng vuông góc với trục OX thì ta thấy đoạn thẳng đó sẽ rơi đúng vào số 2. Như vậy, hoành độ của điểm A là bằng 2. Tương tự, từ điểm A này chúng ta kẻ vuông góc tới trục OI, kẻ vuông góc tới trục OI thì ta thấy rằng khi kẻ vuông góc với trục OI nó đi qua đúng con số 1. Như vậy chứng tỏ rằng tung độ của điểm A này chính bằng 1. Và khi đó tọa độ của điểm A thì ta sẽ ghi là điểm A mở ngoặc 2.1. Thì chúng ta hiểu rằng điểm A tọa độ chúng ta đọc tắt là A21 nhé. A21 đấy, đọc tắt như thế. Tức là điểm A có tọa độ là 2.1. Được chưa? Đấy là tọa độ của điểm A. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập luyện đọc nhanh, hoặc là các em sẽ comment tọa độ của các điểm mà thầy chỉ trên đây. Điểm B tọa độ bao nhiêu? Điểm B tọa độ bao nhiêu? 1, 3. Các em có thể comment hoặc thầy sẽ gọi người đọc. Điểm B tọa độ bao nhiêu? Rồi, bạn Mai đã trả lời rồi. Huyền Trang trả lời rồi. Các bạn khác không biết hay là không nhiệt tình vậy? Lúc nãy khó, không muốn học, bây giờ dễ, không muốn học đúng không? Hay nhỉ? Đó là sự thất bại nhá. Bạn Khuê, bạn Huyền, Tú Anh. Rồi, mới được có mấy người trả lời thôi. Ok. Theo kiểu cái này có gì đâu mà trả lời. Ồ, dễ đúng không? Bạn Oai. Rồi, như vậy điểm B này sẽ có tọa độ là 1, 3. Vậy đáp án là điểm B có tọa độ là 1, 3. Được chưa? Xong, điểm B đã xong. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho các em tập đọc những cái điểm xa xôi hơn một chút. Cẩn thận nhìn nhầm nhé. Tọa độ điểm C, nào hãy comment đi. Thế nào cho có đứa trả lời sai nhá. Sai là chuyện bình thường. Điểm C nào. Tất cả những em nào mà xưa nay vẫn cứ nghĩ rằng mình dốt toán thì bây giờ có thể đọc đi. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan là bắt đầu nản. Chưa có vạn sự khởi đầu nan thì gian nan sẽ nản là đúng thôi. Ok rồi. Như vậy, đáp số điểm C này tọa độ là -3, 2. Chuẩn rồi nhá. -3, 2. Ok, đấy, những em nào đã comment đúng với đáp số thì các em có thể có cho mình, tự cho mình một chút xíu gọi là vui mừng thôi, chứ cũng không phải là quá vui mừng những tình huống này. Điểm D. Nào, xin mời điểm D. Điểm D nào. Không học thì chịu thôi nhé. Điểm D. 3 người, 4 người, 5 người. Rồi, điểm D là chưa thấy ai comment sai cả. Đúng ra nó phải mưa rào rào comment đi, tức là hàng loạt người comment thì nó mới có người đúng người sai. Đáp án là -4, -1. Chúc mừng các em nhé. Điểm D là -4, -1.
Ok chưa? Đấy, cứ từ cơ bản này mà đi lên thôi. Tôi dạy lúc nào cũng thế. Nếu như đoạn cơ bản này các em không chịu học tí nữa mới là bạn kêu gào thảm thiết lên, thầy ơi sao nó khó thế, đau hết cả đầu. Nào, điểm E tại sao vẫn có người lì đến mức độ giờ này vẫn chưa còn comment một tí nào, hay là khó quá đến mức độ mà không comment được? Bảo sao đi học toán cứ mình thấy chán là đúng rồi, dễ cũng sợ mà khó cũng sợ. Bảo với mẹ, mẹ ơi mẹ bảo thầy dạy thế nào chứ, bảo thầy phải cho bài tập vừa với sức của con. Tôi tao ạ, à mày đi thi thì bảo người ta ra đề cho vừa sức với một mình mày một một đề, đi học hành kiểu đấy. Mấy cái bài dễ quá thầy cũng gọi con chán mù rồi, bài thì rõ khó thầy gọi con làm sao mà làm được. Mẹ phải bảo thế nào để cho thầy ra đề bài vừa với sức của con. Thôi 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 chịu thôi, bỏ tay. Đấy, đáp số điểm E này có x bằng 3, y bằng âm 1. Ok, đó là những điểm dễ. Bây giờ bắt đầu khó hơn một chút nhé. Quay lại đặt tên là điểm A, không muốn đặt thêm nhiều điểm khác nữa. Điểm A tọa độ bao nhiêu? Rồi, khá nhiều người trả lời nhưng mà toàn những gương mặt cũ thôi. Rồi, có gương mặt mới rồi, Huy bắt đầu trả lời rồi. Huyền cũng trả lời rồi, ok. Đấy, nó không khó đúng không? Trả lời, Phương Linh rồi, ok. Có thêm gương mặt mới trả lời rồi. Phương Linh nãy giờ là giấu, không thèm trả lời. Nhung rồi, Văn Minh rồi, ok đấy. Các bạn bắt đầu phải khơi dậy được rồi nhá. Khơi dậy khả năng học hỏi. Cho bắt đầu từ cái sự dễ, vạn sự khởi đầu nan từ cái dễ này thì chúng ta mới có thể làm được bài khó nhá. Điểm A này sẽ có tọa độ là 20. Nào, điểm B tọa độ bao nhiêu? Tôi trả lời luôn là 40. Điểm C tọa độ bao nhiêu? Điểm C tọa độ bao nhiêu? Thì tôi trả lời luôn, tọa độ 70. Và kết luận rằng tất cả những điểm mà có y bằng 0 nhá. Tất cả những điểm mà có y bằng 0 thì điểm đó phải thuộc đâu nhỉ? Thuộc ô gì em nhỉ? Thuộc ô gì nhỉ? Ô gì? Ô x. Ôi. Bắt đầu tỉnh ra chưa? Ví dụ như là điểm F nhá, điểm F tọa độ là âm 2 gì? Không. Ví dụ điểm G nhá, có tọa độ âm 4 gì? Không. Tất cả những điểm này đều có chung một đặc điểm là y bằng mấy nhỉ? Y của nó bằng bằng 0. Còn x của nó bằng bao nhiêu thì chưa rõ. Thì tất cả những điểm có y bằng 0 đều thuộc OX. Chính vì thế cho nên phương trình của trục hoành nhá, phương trình của trục hoành ấy, OX này thì nó có phương trình là y bằng gì nhỉ? Y bằng gì nhỉ? Y bằng gì? Y bằng 0 nhá. Phương trình của trục hoành nó chính là y bằng 0. Nó sẽ chia thế giới thành hai nửa. Nửa bên trên này là những thằng mà có y dương. Nửa bên dưới này là những thằng mà có y gì? Y âm. Được chưa? Còn đúng tại OX thì là y bằng 0. Còn phía bên trên OX thì là y dương. Phía bên dưới OX thì là y gì? Y âm. Được chưa? Ok. Vậy các em sẽ đoán phán đoán ra sự tương tự rồi. Trục OI này sẽ có phương trình là x bằng mấy nhỉ? X bằng mấy? Không. À, x bằng 0. Bên tay phải, trục OI này sẽ chia thế giới thành hai phần. Một phần bên tay phải và một phần bên tay trái. Phần bên tay phải là ứng với x thế nào nhỉ? Dương. Phần bên tay trái là ứng với x gì? X gì nhỉ? X âm. Được chưa? Các em có nghe có hiểu không? Đúng tại trục OX thẳng đứng ấy, trục OI thẳng đứng ấy thì là x bằng 0. Bên tay phải OX, bên tay phải OI, sorry, bên tay phải OI chính là x dương. Còn bên tay trái chính là x gì? X âm. Và bây giờ nó mới sinh ra những cái thứ mà các em tưởng chừng như là toán học nhưng thực ra nó cũng chỉ là một phần của toán thôi. Chẳng hạn, không cần biết điểm M này tọa độ bao nhiêu. Giả sử điểm M này có tọa độ là AB, hỏi A dương hay âm, B dương hay âm và tại sao? Hỏi A dương hay âm, hỏi B dương hay âm và tại sao lại có biết điều đó? Nào, lần này các em mạnh dạn xung phong. A dương hay âm và tại sao lại biết điều đó? Xin mời Ngô Hữu Duy. Cái này là mới tinh luôn nhá, đừng có nói là ngày xưa em dốt hoặc là em đi học muộn nhá. Cái này gọi là khả năng học hỏi. Tôi đang rèn cho các em khả năng học hỏi. Tức là dù cho đối mặt với cái gì chúng ta cũng có thể học khả năng học hỏi.
đối mặt với tiếng Pháp cũng học được, tiếng Ả Rập cũng học được. Vấn đề là ta có đầu tư cho nó nhiều hay không thôi. Thậm chí là gặp phải, nói thẳng như thể dục nhịp điệu, đàn ông con trai thật bắt học múa vẫn học được, chẳng qua mình không múa đẹp, không múa không có năng khiếu thôi nhé. Bà học đàn vẫn học được, không sợ, vẫn phải hoàn thành. Xin mời Nguyễn Thị Huyền Trang nào. Duy ơi là Duy, tưởng thế nào? Em thấy A Dương, B Dương. Vì sao biết A Dương? Vì A ở bên tay phải trục họa trục tung, còn B ở trên trục hoành. Đúng rồi, rõ ràng ở điểm M này nhá, điểm M này ở bên phía tay phải, cho nên Y của X của nó phải thế nào nhỉ? A phải dương đúng không? Và điểm M này ở phía gì đây? Phía trên, cho nên B của nó phải thế nào? Phải dương. Lớn không? Nhìn chưa? Lớn hơn hẳn không luôn, không bao giờ chuyện bằng, được chưa? Thế bây giờ thầy lại hỏi này, xét điểm N có tọa độ X, Y như hình vẽ, không cần biết chính xác X bằng bao nhiêu, Y bằng bao nhiêu. Hỏi X dương hay âm, Y dương hay âm và tại sao? X dương hay âm, Y dương hay âm và tại sao? Chả có lẽ lại không hiểu những gì thầy vừa dạy xong. Xong này bảo học những cái này để làm gì? Chúng tôi chả biết để làm gì, nhưng nếu không học vỡ mồm. Có thế thôi. Xin mời bạn Quang Minh nào. Bạn Quang Minh. X âm y âm. X dương y âm. Xin chúc mừng em. X dương y âm hoàn toàn chính xác. Trong bài tập này thì x dương còn y âm. Biết tại sao chưa? Vì điểm N nằm lên tay gì nhỉ? Bên tay phải. Bên tay phải này là dưới x dương, và rõ ràng điểm N này nằm bên phía dưới, phía dưới, cho nên y của nó phải làm sao nhỉ? Y phải âm nha, x phải dương, y phải âm. Chúc mừng em. Được chưa? Còn có người giải thích theo kiểu đây là điểm N nằm ở góc phần tư thứ tư, cái đấy không cần đâu nhá. Đây góc phần tư thứ nhất này, đây góc phần tư thứ hai này, đây góc phần tư thứ ba này, đây góc phần tư thứ tư này. Tức là hai trục OX và OY chia mặt phẳng, chia không gian chúng ta thành 4 phần, 1 2 3 4, được chưa? Đấy. Thì có những người học chuyên toán họ sẽ chia như thế. Còn thầy cho mình là không cần phải chuyên toán thì mình không cần phải góc 1 góc 2 góc 3 góc 4 làm gì nhá. Nào, tương tự thầy sẽ vẽ một điểm N ở đây, một điểm A ở đây đi. Điểm A có tọa độ X Y ở đây. Hỏi X dương hay âm và Y dương hay âm. X dương hay âm, Y dương hay âm. Đấy, chả có lẽ dạy nãy giờ vẫn không hiểu. Nào, mời bạn Trạch Oai Minh Châu nào. Trạch Oai nào. Hello Trạch Oai. Oai này không có gì. Mời bạn Ngân Tây Đằng nào. Ngân Tây Đằng nào. Em thưa thầy là X âm Y âm ạ. Chúc mừng em, X âm Y âm nhá. Điểm A nằm phía dưới, nằm phía dưới, và điểm A nằm phía trái, cho nên cả X cả Y đều gì? Đều âm. Được chưa? X âm Y âm. Ok. Vậy tổng quát này, tổng quát này. Nhìn này. Nếu như điểm A nằm ở đây thì X của nó như thế nào? Y của nó như thế nào? Nếu điểm B nằm ở đây thì X của nó như thế nào? Y của nó như thế nào? Nếu điểm C nằm ở đây thì x của nó như thế nào, y của nó như thế nào? Nếu điểm D nằm ở đây thì x của nó như thế nào, y của nó như thế nào? Được chưa? Đây là tổng quát luôn trong 4 trường hợp. Được chưa? Trả lời được không? Nào, xin mời bạn Huyền Trang nào. Em có thấy A là x dương y dương. Tốt, x dương y dương. Ánh Tây Đằng nào, điểm B. Ngô Ánh Trợ Tràng. Ngô Ánh Trợ Tràng nào. Ngô Ánh, sửa mic rồi mà. Điểm B, X dương y âm. Ngô Ánh. Điểm B là X dương y âm nhỉ? Ôi trời, mic bé thế nó làm gì được. Mời bạn khác nào. Xin mời bạn Bảo Ánh nào. Bảo Ánh nào. Em thấy là điểm B sẽ có là X âm Y dương ạ. Chúc mừng em, X phải âm, Y phải dương. Xin mời bạn Di Dũng nào. Di Dũng nào. Điểm C. Nhìn và trả lời, không cần học thuộc.
À, x âm y âm. Chúc mừng em nào. Xin mời Hoàng Hải Yến, điểm D. Hoàng Hải Yến, điểm D nào. Em thưa thầy, điểm D là x dương y âm. À, x dương y âm. Xin chúc mừng tất cả các em nha. Quá tốt. Đấy. Thế là chúng ta đã làm quen xương xương với cái gọi là hệ trục tọa độ. Được chưa? Ok rồi. Rồi, bây giờ chúng ta có thể về với bài học của lớp 11. Tức là gắn cái hệ tọa độ mà chúng ta đã học của cái thời cấp 2 hay là thời lớp 10 gì đó nhá, với cái bài học của ngày hôm nay, tức là bài học vector của lớp 11 nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì có thể về với lớp 11 nhá, là tọa độ của phép tịnh tiến. Các em ghi là trở lại toán 11, các em ghi rõ như thế nhá. Trở lại toán 11 này, trở lại toán 11. Toán của lớp 11 ấy thì gọi là toán 11 nhá. Là tọa độ, tọa độ của phép tịnh tiến. Được chưa? Tọa độ của phép tịnh tiến. Nào, sẵn sàng chưa? Trước hết chúng ta đưa ra định nghĩa như sau. Phép tịnh tiến theo vector V biến điểm A thành điểm A phẩy khi và chỉ khi, khi và chỉ khi vector V bằng vector A A phẩy. Đó, ta sẽ bám vào chỗ này, bám vào công thức này để ta giải bài tập nhá. Ta sẽ bám vào công thức này. Bám vào công thức này để ta giải bài tập. Ok chưa? Nào, tôi bắt đầu ra đề nào. Bắt đầu ra đề nhá. Bài tập 1. Cho vector V có tọa độ là 1 2. Cho điểm A có tọa độ là âm 1 4. Chấm. Biết TV biến A thành A phẩy. Chấm. Hãy tìm điểm A phẩy. Đấy, tức là điểm A phẩy sẽ có tọa độ bao nhiêu. Và tất nhiên nếu thi mà trắc nghiệm nó sẽ có 4 đáp án A, B, C, D cho các em. Còn ở đây chúng ta không cần phải tìm đáp án A, B, C, D nữa. Chúng ta tìm chính xác A phẩy tọa độ bao nhiêu. Được chưa? Ok. Vậy ta sẽ khai thác chỗ nào? Ta sẽ khai thác ở chỗ này nhé. Đây, ta sẽ khai thác chỗ này. Được chưa? Khai thác chỗ này này, lời giải. Ta khai thác như sau này. TV biến điểm A thành điểm A phẩy khi và chỉ khi vector V phải bằng vector A A phẩy. Chuẩn chưa? Vector V phải bằng vector A phẩy. Nào, nếu giải toán trắc nghiệm, và tất nhiên rồi, cấp 3 là thi trắc nghiệm rồi, cho nên thầy sẽ giải theo quan điểm trắc nghiệm trước cho nó dễ học. Vector V, chúng ta chép đề bài này, chép theo đề bài vector V tọa độ là bao nhiêu nhỉ? 1 gì nhỉ? 2. Đúng, vector V là vector 1 2 chưa? Ok. Bằng này, vector A phẩy nhá. A phẩy thì chúng ta sẽ lấy A phẩy trừ đi A. Được chưa? Ta có thể ghi là bằng A phẩy trừ A được. Ở bên này ta ghi vậy là V cũng được nhá. Tất nhiên nếu như mà ký hiệu như này thì có người sẽ nói với chúng ta là các ông là loạn ký hiệu. Không sao cả, học trắc nghiệm thì cứ này vô tư nhá, A phẩy trừ A. Và những cái vị mà đầu tiên là bảo phải làm theo bản chất ấy, thì về sau ấy, thì sẽ vào phòng thi trắc nghiệm chỉ còn nước khóc, bởi vì tốc độ không thể giải quyết được. Tôi lấy ví dụ như phương pháp song trục của thầy Lương Văn Huy hoặc là phương pháp ghép trục của thầy Trường Sơn, có thể giải những bài toán mà bình thường bộ giáo dục đưa ra đáp án nhé. Bộ giáo dục người bình thường mà đưa ra đáp án chẳng hạn thì nó phải một trang, thì các thầy đấy chỉ giải 3 dòng nhé. Chỉ giải 3 dòng. Và một điều rất bất ngờ là học trò các thầy đấy cũng giải 3 dòng. Ok. Và các em có biết rằng này, tất cả các năm gần đây sau khi thi đại học môn toán xong, sau khi thi quốc gia môn toán nhé, không năm nào bộ giáo dục dám công bố đáp án lời giải chi tiết ấy. Có công bố đáp án ABCD thôi. Không năm nào bộ dám công bố đáp án lời giải chi tiết. Tin không? Không năm nào bộ dám, tức là đến thầy có viết một cái, đăng một cái tốt như này, là biết đến bao giờ bộ giáo dục dám đăng lời giải chi tiết. Bởi vì nói thật luôn, mẹ các ông mà đưa ra lời giải kiểu ấy á, 90 phút tôi đố ông nào làm được luôn đấy. Chỉ làm cho cười thiên hạ ngay. Thế các ông ra đề như đấy, nào cho công sẵn viết đi 90 phút công viết được không? Đấy, thế các ông lại thấy là dân chúng tôi dạy luyện thi ở bên ngoài, chúng tôi là viết những cái phép toán như này, các ông lại bảo sao lại viết thế này hỏng hết cả một thế hệ.
chính các ông ra đề làm hỏng thế hệ thôi, chúng tôi phải thích nghi thôi. Nếu chúng tôi không thích nghi chúng tôi sẽ trượt nhá. Thế cho nên đấy một chút để vừa là thanh minh cho bản thân, tại sao lại viết như thế này, cũng là vừa để các em yên tâm rằng chúng ta học như thế này là có lợi nhiều hơn có hại nhá. Hại ở chỗ là gì? Chúng ta viết như này là nghe chừng là ký hiệu toán là hơi bị phá phách. Nhưng có lợi ở chỗ nào? Chúng ta sẽ thuận lợi trong việc đi thi trắc nghiệm, chỉ có 90 phút thôi, 50 câu nhá. Bây giờ cần tìm cái gì? Đề bài bắt tìm cái gì nhỉ? Tìm A phẩy thì chuyển vế đổi dấu nhá. A phẩy sẽ bằng gì nhỉ? A phẩy sẽ bằng gì? V cộng gì nhỉ? Cộng gì? V cộng A nhá. V là bao nhiêu? V là 1 2 cộng A. A là âm 1 gì nhỉ? 4 cộng này. Muốn cộng hai vector nhé thì chúng ta lấy x của vector này cộng với x của vector kia. Đấy, hai cái này cộng với nhau ra mấy nhỉ? Ra mấy hả các em? Kiểu các em lại ngủ quên mất rồi. À ra không, đúng rồi. Tương tự như vậy, lấy y của vector này cộng với y của vector kia nhé. Y của vector này cộng với y vector kia. Điểm cũng thế nhé. Để ra bao nhiêu nhỉ? 06 á. Đúng rồi, 6. Được chưa? Đấy. Ok. 06. Các em tuyệt đối không học thuộc công thức nhé, không học thuộc công thức của phép định tiến nhé. Sách giáo khoa sẽ trang bị cho các em một công thức của phép định tiến và học thuộc công thức đấy rất là dối và không có khả năng vận dụng. Rồi, khi đã hiểu bài rồi thì mời các em vận dụng giải toán như điên như cuồng như sau nhá. Nào, có điểm A bài 2 này. Bài 2. Cho điểm A tọa độ là 1 3. Điểm B tọa độ là 2 5. Được chưa? Phép định tiến theo vector V biến điểm A thành điểm B. Hỏi vector V có tọa độ bằng bao nhiêu? Đấy. Quan trọng em phải hiểu bài. Không cần thuộc công thức nữa. Cái điểm khai thác là điểm khai thác chỗ này. Đây ta sẽ khai thác chỗ này. Chỗ này sẽ khai thác như thế nào? Nhá. Nào, khai thác. Nào, ai sẽ đưa ra lời giải nào? Theo chỗ đằng khung này thì ta có nào, mời bạn Huyền, Huyền Trang, Nguyễn Thị Huyền, mời bạn Huyền Trang nào. Em thấy t vector v a bằng b thì tương đương với vector v bằng vector ab. Đúng rồi, sẽ bằng vector ab. Mà cách tìm vector ab là lấy điểm nào trừ điểm nào? B trừ a. Đúng rồi, sẽ lấy điểm B trừ điểm A nhé. Kể cả em chưa học bao giờ, bây giờ bắt chiếm được. Muốn tìm vector AB thì lấy điểm B trừ điểm A. Tức là lấy điểm viết sau trừ điểm viết trước nhé. B trừ A. B là bao nhiêu nào? 2, 5. 1 trừ đi A tức là 1, 3. Rồi. Nào, 2, 5 trừ 1, 3. Các em còn nhớ cái trừ không? Lấy 2 trừ mấy nhỉ? 1, 2. Trừ 1 thì còn 1. Trừ 1. Lấy 5 trừ 3 thì còn mấy nhỉ? Còn 2. 2. Vậy đáp án sẽ là vector V tọa độ 1, 2. Các em có thể chép. Được chưa? Đấy, các em có thể chép vào. Được chưa? Các em thậm chí còn phải bỏ, thậm chí còn bỏ bớt đi nhá. Thậm chí bỏ bớt đi cho nó ngắn bớt. Ví dụ các em có thể bỏ bớt cái đoạn này không cần phải ghi. Bỏ bớt đoạn này không cần phải ghi. Các em ghi luôn đáp số là 1, 2. Được. Được chưa? Ok chưa? Nào, tiếp tục nhá. Xong chưa? Chép xong chưa? Chép xong chưa? Tức là không cần biết ông làm bằng cách nào, chỉ cần biết rằng ông chọn ra đáp số đúng là 1, 2. Thế thôi. Thế bây giờ thi là có 4 đáp án là A, B, C, D. Mà thời gian thì cho tí tẹo ra. Ngày xưa nhá, ngày xưa bài toán nó hay biết bao nhiêu. 180 phút mà làm 10 câu. Mỗi câu có 18 phút. Có thời gian suy nghĩ, có thời gian để nháp. Mỗi câu là 10 câu nhá. Ok, mỗi câu 18 phút. Các em thoải mái thời gian suy nghĩ, thời gian nháp, thời gian trình bày lời giải thì nó mới đẹp được. Bây giờ thì sao? Bây giờ thời gian giảm xuống 90 phút, thời gian giảm xuống một nửa, số lượng câu tăng lên gấp 5. Thì làm sao mà có thời gian mà giải lời giải đẹp được? Bắt buộc phải học như thế này thôi. Làm sao được? Ta phải thích nghi thôi. Không có sống nào nổi. Thấy cô muốn em sống sao? Nha. Rồi, đây không phải là ngụy biện đâu. Cái này là sự thật. Người ta gọi tôi là thầy, gọi không gọi tôi là thầy. Người mà ghét tôi bảo ôi ông Long thì thầy cái gì, ông đấy thợ dạy thôi. Vâng, tôi là thợ dạy đấy. Đất nước này đang thừa thầy thiếu thợ đấy. Các anh làm thầy giỏi quá mà, giỏi mức độ mở lớp học thêm ra, học sinh chẳng muốn theo. Ép mãi nó chả thèm theo. Dùng đủ mọi cách để ép nó chả thèm theo. Chả có học sinh theo, bắt đầu quay ra ghét tôi. Tôi dạy thì đấy, cứ xương xương thế thôi. 9 cộng nó nhiều như mưa trên phố ấy. Chuẩn bị bán SH để mà thưởng cho bọn nó này.
9 điểm là thưởng 200. Cứ tăng lên 0,2 điểm là cộng thêm 100. 9,2 là thưởng 300. 9,4 là thưởng 400. Đang sắp vỡ nợ rồi này. Điểm đại học nhá. Còn điểm trên lớp quên luôn đi. Không bao giờ tin điểm trên lớp thưởng đâu nhá. Điểm thi học kỳ được 9 thưởng. Chả thừa tiền. Nào bài tập 3. Cho điểm A có tọa độ là 1, 4. Cho vector V có tọa độ là âm 2, 5. Biết phép tịnh tiến theo vector V, biến điểm B thành điểm A. Hãy tìm điểm B. Đó. Và cái thứ chúng ta khai thác sẽ là cái thứ này. Đây, ta sẽ khai thác cái này. Cái này được viết ra như thế nào? Nào, em nào muốn thử sức hay là nhanh quá? Nào, ai muốn thử sức nào? Có ai muốn thử sức không? Mời bạn Ngọc nào. Dồi ôi, lâu lắm mới thấy Ngọc này. Nào, khai thác ở chỗ này. Mời Ngọc Minh Châu nào. Vector V sẽ bằng đoạn thẳng BA. À, bằng vector BA. À, bằng vector BA. Chuẩn rồi. Khối người nhầm sang vector AB mà chết nhá. Vector BA. Rồi, tương đương nào. Vector V, vector BA thì bằng thằng nào trừ thằng nào? A trừ B ạ. Đúng rồi, sẽ bằng A trừ B. Rồi, đề bài bắt tìm điểm nào? Đề bài tìm điểm B, sinh ra B sẽ bằng A vector V. Trừ đi V đúng không? Rồi, vâng. A đâu? A là bao nhiêu? A là 1, 4 ạ. Rồi, trừ đi cái gì? Trừ đi 2, 5. Âm 2, 5. Đáp số bằng bao nhiêu? Đáp số sẽ bằng 3 âm 1 ạ. Đúng rồi. Hay ở chỗ là các em tìm ra cái 3 âm 1 này này. Muôn vàn cách gì đi chăng nữa, rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc là khi mà giải toán ạ, ai tìm ra con số A 3 âm 1 đúng và nhanh nhất là người đó thắng nhá. Khi mà các em tìm 3 giây ra 3 âm 1 với một người đưa ra một lời giải rất đẹp nhưng mất 10 giây thì em đã thắng người ta 7 giây. 7 giây không phải là nhiều, nhưng nhiều câu dồn lại các em sẽ có rất nhiều thời gian dư. Và chính thời gian dư đó sẽ cho phép các em làm những câu vận dụng cao nhá. Đấy. Quy luật rồi. Tích tiểu thành đại. Tức là nhiều câu mà mình tích lũy thời gian. Ví dụ đề thi có 50 câu thì trong đó là chỉ có 5 câu khó thôi. 45 câu đầu tiên làm cực nhanh luôn thì sẽ tích lũy được khá nhiều thời gian để suy nghĩ 5 câu cuối nhá. Tích lũy được khá nhiều thời gian để suy nghĩ 5 câu cuối. Ví dụ tính về trung bình cứ gọi là chưa được 2 phút một câu, nhưng mình cứ nói sương sương 2 phút một câu đi. Thế nhưng mà câu này mình chỉ làm 30 giây thôi. Ơ thế chẳng hóa ra là mình dư ra được phút rưỡi à? Đấy. Khoảng độ 30 câu mà mình dư ra mỗi phút câu dư ra phút rưỡi, thế mà mình dư ra khá nhiều thời gian để làm những câu khó rồi nhá. Được không? Đấy, đấy là tọa độ của điểm. Được chưa? Đấy là cách tìm ảnh tọa độ của điểm. Bây giờ sẽ là loại toán khó hơn. Tìm ảnh của đường thẳng. Cái này nghe chừng bạn Trúc đã học trước rồi nhá, ảnh của đường thẳng. Nào bắt đầu tìm ảnh của đường thẳng nhá. Trước hết thầy sẽ nói với các em về vector pháp tuyến và vector chỉ phương, kẻo các em lại không biết nhá. Đây thầy sẽ dạy lại các em về vector pháp tuyến. Đây nói rõ luôn là dạy lại. Dạy lại toán lớp 10. Nhá. Đường thẳng D có phương trình chẳng hạn như là 2x trừ đi 3y cộng 1 bằng 0. 2x trừ 3y cộng 1 bằng 0. Thì đường thẳng D này sẽ có vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến. N bằng. Em nào biết đọc cho thầy? Bao nhiêu? 2 âm 3. Quá tốt. Và cũng nói rằng đường thẳng này sẽ có một vector mang tên là vector chỉ phương. U. Vector chỉ phương U là bao nhiêu? 3, 2. Chính xác là 3, 2. Có thể em hiểu, có thể em chưa hiểu bởi vì em mất cái kiến thức gọi là mất gốc toán 10.
thì em bắt chiếc cũng được, không sao cả. Nếu em không hiểu em bắt chiếc, em cùng hình cùng nhau cùng với thầy hình dung xem nào. Ô thế thì để bắt đầu tưởng tượng nào. 2 âm 3 lấy đâu ra nhỉ? À đây, 2 là con số đứng trước mặt gì nhỉ? Đứng trước mặt gì? Đứng trước mặt x. Thế còn âm 3 là con số đứng trước mặt gì nhỉ? Đứng trước mặt gì? Trước mặt y. Được chưa? Tiếp. Thế còn cái chuyện thế còn bên này được giải thích như nào nhỉ? Bên này giải thích như nào nhỉ? 2 âm 3 với lại 32 thì nào nhỉ? Đổi chỗ hai con này và thêm một dấu âm vào đây nữa để thành gì? Dương 3 nhá. Alo. Không, không làm đâu. Không làm gì cả nhá. Không làm, không làm, mai không làm gì hết. Nào, mời các em đọc cho thầy. Nào. Pháp tuyến 3, 4 ạ. Bạn nào đọc đấy nhỉ? Bạn gì ấy nhỉ? Trang à? Trang Thị An ạ. Mời Trang nào. Pháp tuyến là bao nhiêu? Âm 3, 4 ạ. Đúng, pháp tuyến là âm 3, 4. Chị Phương? Âm 4, 3 ạ. Sai. 43. Đúng rồi, 43. Nhá. Trước hết là 4 âm 3 và đặt thêm một dấu âm nữa đổi thành gì? Dương gì? Dương 3. Được chưa? Đó. Như vậy là dạy lại toán 10 xương xương là như thế đã. Tiếp lại dạy lại toán 10 tiếp này. Tiếp tục dạy lại toán 10 nhá. Cho đường thẳng D có phương trình 2x cộng y cộng 1 bằng 0. Hãy tìm cho thầy vector chỉ phương bằng bao nhiêu? Nào, vector, tìm cho thầy một vector chỉ phương. Nào, để xem. Ngô Hữu Duy. Nào, Ngô Hữu Duy. Đừng có nói là vào sau đấy nhá. Nào, Ngô Hữu Duy. Vector U là bao nhiêu? Chịu chết à? Sau một thời gian dài không học thì khả năng học hỏi nó sẽ bị kém đi. Như bọn tàu khựa nó hay nói á, là kiếm sắc mà lâu ngày không dùng thì cũng cái độ sắc bén cũng sẽ bị giảm đi nha. Xin mời bạn Đỗ Tú Anh. Đỗ Tú Anh, vector chỉ phương là bao nhiêu? Vector chỉ phương à? Vâng. 2, 2, 1. Sai. Xin mời bạn Chu Huyền. Em nghe thầy là âm 1, 2 hoặc là 1, âm 2. Chúc mừng em. 1 âm 2. Ok, đây là vector chỉ phương. Vector chỉ phương này bắt đầu đẻ ra các vector chỉ phương khác. Có rất nhiều vector chỉ phương. U1, ví dụ ta nhân lên với 2 thì thành ra 2 âm 4. Có thể nhân với 3 cũng là một vector chỉ phương là 3 âm 6. Có thể nhân với âm 1. Có thể nhân với âm 1 thì sẽ ra là âm 1 2. Có thể nhân với 10. Có thể nhân với 10, tức là 10 âm 20. Tóm lại nhân thêm một số bất kỳ khác không là được. Được chưa? Việc nhân thêm một số chỉ làm cho vector dài đi và ngắn đi, thay đổi chiều đi, nhưng không làm thay đổi sự vuông góc và sự chỉ phương, tức là song song. Ok. Được chưa? Tất cả những vector này đều là vector chỉ phương. Ok, chọn cái nào cũng được, chọn cái nào đáp số không thay đổi nhá. Nhắc lại, tất cả những vector này đều là vector chỉ phương. Có nghĩa là nếu u mà là chỉ phương thì lấy số k nhân với u vẫn là chỉ phương, với điều kiện không được lấy số 0. Được chưa? Tất cả những vector như thế này đều gọi là vector chỉ phương. Ok. Hỏi gì nữa không? Đó. Nào, luyện tập một tí nhá. Cho đường thẳng D là 5x trừ đi 4y cộng 7 bằng 0. Hãy tìm cho tôi một vector chỉ phương. Hãy tìm cho tôi một vector chỉ phương. 5 bằng à? Bằng heo ai vừa trả lời nhỉ? Oai ạ. À, xin mời Oai, vector chỉ phương bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu? 45. Chúc mừng Oai. 45. Vector chỉ phương là 45. Oai có thể tìm thêm vài vector chỉ phương nữa cho bọn nó sợ. Tiếp đi Oai. 8, 10. Đúng rồi, tìm cho vector chỉ phương nữa cho bọn nó sợ hẳn luôn đi. Nhá. 4, 5.
Âm 4, âm 5. Rồi, thêm một vector nữa cho bọn nó sợ mất vía luôn đi. 40, 50 ạ. Trời ơi, được thì được chuẩn luôn nha. Ok, tất cả bọn này đều là vector chỉ phương. Ok chưa? Ô, thế thì nhiều thế nhỉ? Vâng, rất nhiều vector chỉ phương. Ok, giống một người có thể yêu nhiều người ấy. Bình thường mà. Tất cả đều gọi là người yêu. Không vấn đề gì hết. Nha. Pháp luật chỉ cấm là không được cưới nhiều người cùng một lúc thôi. Một người cũng được cưới nhiều người thoải mái nhé. Ví dụ như anh A là cưới chị B, sau đó ly hôn, thì anh A lại cưới chị C, sau đó lại ly hôn, sau đó lại cưới chị D. Chả ai hạn chế phải được cưới bao nhiêu người cả. Chỉ có điều là không được cưới đồng thời một lúc cả hai người. Thế thôi. Tức là khi còn đang còn là hôn nhân với chị B thì không được phép cưới thêm bất kỳ một chị nào nữa. Chuyện thường mà. Em nghe có vẻ giật mình nhỉ? Đó là chuyện hết sức bình thường, có gì đâu. Đúng người nhưng sai thời điểm, có gì đâu. Rồi rồi, bắt đầu sương sương hiểu ra vấn đề là người và thời điểm đúng không? Thậm chí là sai người lại sai luôn cái thời điểm đấy thì thôi toang. Nha. Ok. Nào, tiếp tục lại một câu nữa về ôn tập toán lớp 10 này. Ôn tập toán lớp 10 nhá. Là cho đường thẳng D. Cho đường thẳng D. Biết rằng đường thẳng D có vector pháp tuyến N bằng 2, 3. Và đường thẳng D này đi qua điểm A tọa độ là 1, 1. Vậy phương trình đường thẳng D sẽ là gì? Nào em nào biết? Cái này thì phải mời xung phong nhiệt tình. Nào mời xung phong nhiệt tình với kiến thức lớp 10 này, khối người quên. Nào ai biết, ai biết, ai biết? Chúc. Mời Chúc nào. Chúc Đông Quang. Chúc đâu? Ồ, Chúc chạy đi đâu rồi? Mai. Đây ạ. Gọi gọi Mai rồi Chúc ơi. Nào Mai. Hello bạn Mai. Dạ vâng, em thấy là D có D có phương trình là 2x cộng 3y trừ. À đúng rồi, lấy 2 nhá, 2 nhân với x trừ mấy đã. Xong tí nữa sẽ rút gọn. X trừ mấy ạ? 2 nhân với x trừ. Đúng rồi, 2 nhân x trừ 1 đây này. Dạ vâng. Cộng. Bao nhiêu? 3 nhân y trừ 1 ạ. Đúng rồi, 3 nhân y trừ 1 tương tự như x thôi. Bằng 0. Và bây giờ rút gọn nó đi. 2x trừ 2 3y rồi tương đương 2x cộng 3y trừ mấy nhỉ? Trừ 5 bằng 0. Đó, được chưa? Đấy. Cung cấp như thế là đủ rồi. Cung cấp như thế là đủ kiến thức rồi. Và bây giờ trở lại toán 11. Trở lại toán 11 nha. Trở lại toán 11. Bây giờ thầy sẽ ra đề như sau. Cho đường thẳng D có phương trình 2x trừ đi 3y cộng 1 bằng 0. Cho vector V có tọa độ là 1, 4 chấm. Biết rằng, biết phép tịnh tiến theo vector V biến đường thẳng D thành đường thẳng D phẩy chấm. Hãy viết phương trình đường thẳng D phẩy. Phương trình đường thẳng D phẩy. Đó, đường thẳng D phẩy. Ok. Đấy, đề thi thật nó sẽ phải thi như thế. Chỉ còn mấy cái vừa rồi chỉ là kiến thức chuẩn bị thôi. Hãy viết phương trình đường thẳng D phẩy. Được chưa? Bắt đầu. Để viết phương trình đường thẳng D phẩy, chúng ta sẽ có cách giải thứ nhất như sau. Hẳn các em còn nhớ cách vẽ ảnh. Chúng ta có một đường thẳng D. Chúng ta có một vector V. Đây là đường thẳng D. Đây vector V. Làm thế nào để vẽ ảnh của đường thẳng D? Chúng ta chọn một điểm thuộc đường thẳng D. Nào, ai đó chọn giúp tôi một điểm thuộc đường thẳng D.
Lấy x bằng 1, x bằng 1 được không? X bằng 1, y bằng 1 được không em? Được ạ. Rồi, các em thử nhá. Thay x bằng 1, thay y bằng 1 vào đây thì sẽ là 2 nhân 1 trừ 3 nhân 1 cộng 1 bằng 0, đúng hay sai? Nếu đúng thì là điểm mà chúng ta vừa chọn sẽ thuộc, còn nếu sai thì tức là điểm ta chọn sẽ không thuộc. Ok chưa? Thuộc rồi gì? Như vậy chúng ta sẽ chọn điểm A. Các em có thể kèm theo hình vẽ nhé. Điểm A tọa độ 1, 1 thuộc đường thẳng D. Và nhiệm vụ của các em là tìm ra điểm A gì nhỉ? A phẩy. Được chưa? Rồi, lời giải như sau. Ta sẽ chọn điểm A. Chọn điểm A có tọa độ là 1, 1 thuộc vào đường thẳng D. Từ đó hãy tìm cho tôi điểm A phẩy tọa độ bao nhiêu sẽ thuộc đường thẳng D phẩy. Nào tìm đi. A phẩy tọa độ bao nhiêu sẽ thuộc đường thẳng D phẩy. Được chưa? Trong đó ngầm hiểu rằng A phẩy là ảnh của gì? Là ảnh của A. A phẩy là ảnh của A. Nào, bây giờ bắt đầu đi tìm A phẩy nhá. Nào, có thể làm chậm một chút nhá. Làm chậm này. Làm chậm nhá. Biết rằng là TV biến A thành A gì? A phẩy. Từ đó suy ra vector V bằng vector gì? A phẩy. Được chưa? Từ đó suy ra vector V sẽ bằng A phẩy trừ A. Vậy từ đó suy ra A phẩy sẽ bằng V cộng A. V là 1, 4 cộng với A là 1, 1 và đáp số là bằng 2, 5. Được chưa? Như vậy điểm A phẩy của chúng ta tọa độ là 2, 5. Ok. Nào, tiếp theo. Nào, đường thẳng D phẩy đi qua điểm nào? Qua điểm A phẩy. Chính xác, đi qua điểm A phẩy có tọa độ mà ta vừa tìm ra đấy bao nhiêu? 2, 5. Được chưa? Vector pháp tuyến, không cần chỉ phương nữa. Lấy vậy luôn, vector pháp tuyến bao nhiêu? Âm 4, 1. Sai. Vector pháp tuyến của đường thẳng D phẩy bao nhiêu? Lấy vậy vector của D đây bao nhiêu? 2 âm gì? Âm 3. Cái này là một mẹo giải toán nhanh nhá. Chú ý này, D và D phẩy trong bất kỳ tình huống nào thì luôn luôn có cùng vector pháp tuyến nhá. Vector pháp tuyến của D và vector pháp tuyến của D phẩy là giống nhau. Vậy thầy dạy chỉ phương thì làm gì? Để tí nữa còn học nâng cao nhá. Rồi, vậy thì suy ra phương trình của D phẩy là gì? Nào, em nào đọc được hay là choáng rồi? Mấy nhỉ? 2 nhân ai đọc nào? X trừ 2 tiếp trừ mấy nhỉ? Cộng trừ 3. Trừ 3 nhân y trừ 5. Y trừ 5 bằng 0. Bằng 0. Rút gọn nào. 2 x trừ 3 y tức là trừ 4 cộng với 15 là cộng 11 bằng 0. Ok chưa? Xong chưa? Nào, các em đồng ý kết quả này thì chép vào. Nào, hình như có người biết cách 2 rất là hay. Cách 2 này thì thường thường dạy ợp là thầy hay dạy lắm. Dạy hợp thế dạy, nhưng mà dạy on này đang cân nhắc không biết có dạy không thì lại có người làm rồi. Nào, xin mời bạn Trúc nào. Bạn Trúc, bạn làm cách khác nào. Dạ. Phương pháp quy tích ấy, mời em. Trích à? Ừ. Gọi, thì em gọi điểm nào, các A bạn theo dõi nhá, theo dõi nhá. Khi cao thủ người ta làm việc người ta sẽ làm như nào này. Nhá. Cái này là Trúc học của một người nào đó hay là đọc ở trong sách đấy? Trên mạng đấy. Em tự đọc trên mạng. Tự đọc được rồi hả? Ghê nhỉ. Nào, phương pháp quy tích là phương pháp 2 dành cho cao thủ nhé. Thực ra thấp thủ mà học được cũng rất là nhanh thôi. Nào, gọi nào. Gọi điểm A có tọa độ xy. Điểm A có tọa độ xy thuộc đường thẳng D. Vâng, thực tiến theo vector về biến điểm A
Thành điểm A phẩy có tọa độ x phẩy y phẩy. Thuộc D phẩy. Thuộc với D phẩy. Điều đó tương đương với vector V phải bằng vector V sẽ bằng A phẩy. Rồi. Vậy điều đó có nghĩa là V sẽ bằng A phẩy trừ A. A phẩy trừ A. Điều đó có nghĩa là V tức là 1 A phẩy tức là x phẩy trừ x trừ 1 4 sẽ bằng y phẩy. Bằng y phẩy trừ y. Thì ra x sẽ bằng. Thì ra x sẽ bằng. X sẽ bằng x phẩy trừ 1. Y sẽ bằng y phẩy trừ 4. Y phẩy trừ 1. Y sẽ bằng y phẩy y phẩy trừ 4. Rất tốt. Thì ra. Thay cái chỗ này vào. Thay vào phương trình. Thay cái này vào. Thay cái này này. Trình đường thẳng D. Chính xác. Thay vào đường thẳng D. Ta có. Bắt đầu thay. Ta có 2. 2 nhân x phẩy trừ 1. Trừ 3 nhân y phẩy trừ 4. Cộng 1 bằng 0. Rút gọn. Suy ra 2x phẩy trừ 3 y phẩy cộng 11 bằng 0. Bằng 0. Hết bài. Đây chính là phương trình của đường thẳng D phẩy. Chú ý. Đổi chữ x phẩy thành chữ x, y phẩy thành chữ y truyền thống. Chúng ta có phương trình đường thẳng D phẩy. Cũng là 2x trừ 3y cộng 11 như cách giải 1. Cao thủ thì nó làm như thế đấy. Được chưa? Gớm mặt nhỉ. Đã thế, ông mới bẫy. Biết là đúng ra phải cho luyện tập một bài tương tự đã mới bẫy. Đã thế bẫy luôn. Cho đường thẳng D có phương trình là 2x trừ đi 3y cộng 1 bằng 0. Vector V có tọa độ là 6, 4. Hãy tìm D phải bằng tịnh tiến theo vector V đường D. Vậy thì D phải có phương trình như thế nào? Nào, mời các em suy nghĩ giải toán phương trình đường thẳng D phải sẽ như thế nào? Bẫy luôn. Mời Trúc nào. Như thầy, em nghĩ là phương trình đường thẳng D phải trùng với phương trình D. Hả? D phải trùng D ạ? Tại sao biết nhanh thế? Tại vì là nếu ra trị phương thì nó sẽ trùng với vector V thì nó sẽ chính xác. Em nhìn này. Ta có vector V bằng 6 4. Chính là một vector trị phương. Một vector trị phương của D. Nhìn thấy không? Quan trọng nhất là phải nhìn được ra chỗ này. Thế cho nên D phải sẽ trùng gì? Trùng D. Hết bài. Tẩm nhờ. Sợ chưa? D phải sẽ trùng D. Ok, bài toán kết thúc. Các em nhìn xem, vector pháp tuyến là 2 âm 3. Vậy thì chỉ phương U bằng bao nhiêu? 3, 2. 3, 2 thì cũng có thể tìm ra U1 bằng bao nhiêu? 6, 4 cũng vẫn là chỉ phương thôi. Được không? Lúc nãy oai nó còn tìm đến 4 vector chỉ phương. Sợ không? Ok nhá. Nào bây giờ lại tập luyện nào. Cho đường thẳng D có phương trình x trừ đi 2y cộng 1 bằng 0. Cho vector V, không cho chỉ phương nữa đâu, là 3, 5. Biết rằng phép tịnh tiến theo vector V biến đường thẳng D thành đường thẳng D phải. Hãy tìm đường thẳng D phải. Rồi. Em suy nghĩ đi, đường thẳng D phải là gì? Có hai cách giải, giải nhanh và giải chậm. Nào, bạn nào muốn thử sức một trong hai cách, cách nào cũng được. Mời bạn Mai nào. Như này là tịnh tiến vector V thì biến D thành D phải.
Rồi. Tiếp. Suy ra ta chọn A. A. Chọn A 11 ạ. 11. Thuộc D. Suy ra A phải 46 thuộc D phải. Nhanh thế. Xem đúng không? Chính xác rồi. Chính xác. Để đó suy ra D phải. D phải là x trừ 2y. 3 nhân. À, 3 với x trừ. Không phải là 3 mấy nhỉ? 1 nhân với x trừ. X trừ 4. 4. 4. Đi. Trừ mấy? Trừ mấy hả Mai? Dạ. Trừ 2 nhân. Tiếp nhân tục đi. Y trừ 6. Rồi. Nhân y trừ 6. Bằng 0. Tương đương. X trừ 2. Trừ 2. Trừ 4. 10 ạ. Ờ? Cộng 10 bằng. Ờ? À, cộng 2. Xin lỗi. Ờ? Trừ 4 cộng 2. Ờ? Trừ 4 cộng 8 là thôi. Là trừ. Hội chứng bác học rồi. Được chưa? Các em đồng ý cái quả này chưa? Có phải cộng 8 này không nhỉ? Em xem có đúng cộng 8 này không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Em nhầm. Đấy, đấy là cách giải của bạn Mai. Nào. Cách giải theo kiểu của bạn Trúc nào. Nào. Mời bạn Trúc. Gọi điểm A có tọa độ xy thuộc D, tính tuyến vectơ V, biến điểm A thành A phẩy có tọa độ x phẩy y phẩy thuộc D phẩy. Nó suy ra vectơ V bằng vectơ A phẩy A A phẩy, suy ra V sẽ bằng bằng luôn đi. X bằng x phẩy trừ 3, y bằng y phẩy trừ 5. Tốt. Thay chỗ này vào. Thay vào có x phẩy trừ 3 trừ 2 nhân y phẩy trừ 5 cộng 1 bằng 0. Thì ra x phẩy trừ 2 y phẩy cộng 8 bằng 0. Xong. Ok, bạn Bảo Anh ý kiến gì vậy? Hello Bảo Anh. Không ạ, đối với em bấm nhầm, em định làm nhưng mà em bấm nhầm. À, định làm nhưng mà lại đứa khác nó làm nhanh hơn à? Được chưa? Ok, đấy, kết quả là như thế. Rồi, đấy phép tinh tiến chỉ có thế thôi nhá. Nào, đây, bài tập, rất nhiều bài tập đây. Các em nhìn này. Bắt đầu từ câu 11 thì có tọa độ này. Đấy, các em có thể bắt đầu làm được rồi nhá. Nhìn thấy không? Nhìn thấy chưa? Bắt đầu từ câu 11 trở đi là đều có tọa độ nhá. Đấy, từ 11 đến 14 là có tọa độ, được chưa? Ok. Thế còn các câu kia lại không có tọa độ. Đấy, sang đến câu 18 trở đi đã bắt đầu có tọa độ nhá. Câu 18 trở đi lại bắt đầu có tọa độ, được chưa? 18, 19 lại có tọa độ này. Đấy, các em lo mà làm nhá. Đấy, câu 22 là ảnh của đường tròn này. Được chưa? Ok. Câu 23 nâng cao. Đấy. Ok. Buổi sau chúng ta sẽ học phép đối xứng nhá. Đối xứng. Đối xứng này. Giới thiệu trước về phép đối xứng này. Nhá. Giả sử chúng ta có một điểm này. Và có một đường thẳng này đi. Có một đường thẳng đấy nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta có một điểm A ở đây. Và có một đường thẳng D. Và đối xứng nghĩa là thế nào? Đầu tiên chúng ta hạ AH vuông góc. Sau đó chúng ta lấy điểm A phẩy. Sao cho A với A phải đối xứng với nhau qua H, hay nói cách khác là H là trung điểm của A phải như này, thì lúc đó chúng ta sẽ nói rằng A và A phải đối xứng với nhau qua đường thẳng D. Đấy, chúng ta sẽ nói trước về đối xứng như thế nhé. Ok, bài tập thì thầy đã gửi trên nhóm rồi, các em cứ thế mà xem, tải về mà làm thôi. Làm được bao nhiêu thì làm, không cần làm hết nhé. Ok, xong là Tú Anh nhớ làm file tổng hợp gửi thầy xem nhé.
Vâng ạ. Rồi, ok. Xin chào tất cả các em. Em nào cần hỏi gì thì cứ ở lại nhé. Em chào rồi. Xin chào.